Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Hôm nay là ngày thứ 10 trong chuỗi hành trình 20 ngày thử thách cùng sức mạnh tiềm thức của Tiến Vlog. Các bạn hãy nhớ like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì như thường lệ, trước khi bước vào chương thứ 10, Tiến sẽ điểm lại một số nội dung chính ở chương thứ 9. Chương thứ 9 có tiêu đề là vận dụng sức mạnh tiềm thức để làm giàu. Và một số điểm cần lưu ý ở chương thứ 9 như sau. Hãy quyết định trở nên giàu có một cách dễ dàng với sự trợ giúp của tiềm thức. Tham công tiếc việc và ra sức tích góp của cải chỉ khiến bạn mất đi cơ hội tận hưởng cuộc sống. Sự giàu có là một xác tín của tiềm thức. Hãy xây dựng trong tâm trí bạn ý niệm giàu có. Chướng ngại cho sự giàu có nằm trong tâm thức của bạn. Hãy lập tức phá bỏ chướng ngại đó bằng cách giữ một tinh thần hòa thuận với mọi người. Đấy là một số điểm cần lưu ý ở nội dung của chương thứ 9. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang nội dung của chương thứ 10. Chương thứ 10 với nội dung bạn có quyền trở nên giàu có. Đây là nội dung của chương thứ 10 nha các bạn. Và bây giờ Tiến sẽ chia sẻ đến các bạn nội dung của chương thứ 10. Ý thức và tiềm thức phải luôn hài hòa với nhau. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận những gì mà chính bạn thực tâm tin rằng điều đó đúng. Niềm tin mạnh mẽ này sẽ liên tục được tiềm thức nuôi dưỡng và nó nên hướng đến sự giàu sang chứ không nên nghiêng về phía bần hàn. Được giàu có là một quyền lợi căn bản của bạn. Bạn sinh ra đời để được sống một cuộc sống sung túc và hạnh phúc, sáng sủa và tự do. Vì vậy, hiển nhiên bạn phải có đầy đủ tiền bạc cần thiết để tạo dựng cho mình cuộc sống sung túc, hạnh phúc và thành đạt ấy. Bạn sinh ra để lớn lên, phát triển và hoàn thiện cả về tâm hồn, trí óc lẫn thể chất. Bạn có quyền phát triển và thể hiện trọn vẹn bản thân mình với tất cả tiềm năng của bạn. Điều quan trọng trong việc này là năng lực lựa chọn. Bạn cần phải có sự lựa chọn đúng đắn để làm cho đời sống của bạn luôn đầy ắp sự hấp dẫn và giàu có vào trong tiềm thức của mình. Và kết quả là nó sẽ tìm cách để trở thành sự thật. Trong thâm tâm, bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng tiền bạc đang không ngừng xoay vòng liên tục trong đời sống của mình và rằng luôn có một lượng thặng dư tuyệt vời dành cho bạn. Thế nên khi bạn yêu cầu, điều tương ứng sẽ diễn ra. Ngay cả nếu chẳng may khủng hoảng tài chính có xảy ra và bạn mất hết những gì đang sở hữu, thì kỳ diệu làm sao, bạn vẫn có khả năng thu hút sự giàu có đến với mình. Bạn sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng một cách dễ dàng và hơn thế, bạn có thể thu được lợi nhuận từ đó. Vì sao bạn không có được nhiều tiền hơn? Khi đọc đến chương này, bạn có thể bạn sẽ nghĩ rằng đáng ra mình xứng đáng có mức thu nhập cao hơn hiện giờ. Theo tôi, điều này đúng với hầu hết mọi người. Thực ra, ai trong chúng ta cũng xứng đáng có được nhiều hơn. Nhưng có thể vì chúng ta chưa thích hợp để nhận nó. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến người ta không thể có được nhiều tiền hơn là vì họ đã âm thầm hoặc công khai coi rẻ sự giàu có. Đến mức có người còn xem tiền bạc là của bất nhân. Họ mài nói với con cái và bạn bè của họ rằng vật chất, tiền tài là cội rễ của mọi cái ác. Ngoài ra, họ còn tin tưởng ngấm ngầm trong tiềm thức mình rằng nghèo khổ là biểu hiện của sự trong sạch và đức hạnh cao khiết. Và đó chính là lý do khiến họ không thể thành đạt. Tiềm thức định sẵn này có thể đã được tạo ra từ chính nền tảng giáo dục họ nhận được từ thuở bé, hình thức khác nhau qua nhiều thế kỷ trong xã hội loài người. Hầu hết bất kỳ thứ gì bạn có thể nghĩ đến đều có lúc từng được sử dụng như tiền tệ trong một thời gian nào đó, ở một nơi nào đó trong lịch sử. Đó có thể là những kim loại quý giá như vàng và bạc. Dĩ nhiên, còn có cả muối, sỏi đá và nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn vào thời xa xưa, mức độ giàu có của một người tùy thuộc vào số cừu và gia súc mà họ sở hữu. Ngày nay, trong thời hiện đại, chúng ta sử dụng tiền tệ và những công cụ có chức năng quy đổi khác. Hiển nhiên, mục đích chính vẫn là để thuận tiện hơn khi sử dụng. Bởi đơn giản là kỹ một tấm xét thì tiền lệ hơn nhiều so với việc dắt theo mấy con cừu để thanh toán các hóa đơn. Để bước đi trên con đường hướng đến sự giàu có,
Một khi hiểu được sức mạnh của tiềm thức thì có nghĩa là bạn đã có trong tay tấm bản đồ vẽ ra con đường đi thẳng đến sự giàu có trong mọi phương diện, cả tâm hồn, trí tuệ và tài chính. Nếu đã tìm hiểu và thấu hiểu được những quy luật của tâm thức, bạn có thể tin tưởng và nhận thức chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ túng thiếu. Bất chấp những cuộc khủng hoảng kinh tế, những biến động của thị trường chứng khoán, tình trạng suy thoái, đình công, lạm phát phi mã hoặc thậm chí chiến tranh, bạn vẫn luôn có được cuộc sống sung túc. Nguyên nhân là vì chúng ta đã đưa ý tưởng về sự giàu có vào trong tiềm thức của mình và kết quả là nó sẽ tìm mọi cách để trở thành sự thật. Trong thâm tâm, bạn đã tự thuyết phục bản thân rằng tiền bạc đang không ngừng xoay vòng liên tục trong đời sống của mình và rằng luôn có một lượng thẳng dư tuyệt vời dành cho bạn. Thế nên khi bạn yêu cầu, điều tương ứng sẽ diễn ra. Ngay cả nếu chẳng may khủng hoảng tài chính có xảy ra và bạn mất hết những gì đang sở hữu, thì kỳ diệu làm sao, bạn vẫn có khả năng thu hút sự giàu có đến với mình. Bạn sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng một cách dễ dàng và hơn thế, bạn còn có thể thu được lợi nhuận từ đó. Tiền bạc và cuộc sống ổn định. Một lần nọ, một người đàn ông đến gặp tôi và nói: "Tôi đã khánh kiệt rồi, nhưng cũng tốt thôi. Tôi chẳng thích tiền bạc hay của cải, vì những thứ ấy là gốc rễ của mọi cái ác trên đời này." Những phát biểu kiểu này thể hiện cách suy nghĩ lệch lạc. Đành rằng nếu đam mê tiền bạc điên cuồng, bất chấp tất cả thì nó sẽ khiến bạn trở nên bất ổn và mất cân bằng. Nhưng vấn đề ở đây là bạn phải vận dụng sức mạnh và năng lực của mình một cách khôn ngoan nhất để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Nếu bạn làm cho bản thân mình chỉ yêu thích có mồi tiền bạc mà thôi và quan niệm rằng tiền bạc là toàn bộ những gì tôi muốn có được, tôi sẽ dành tất cả tâm trí và sức lực của mình chỉ để kiếm thật nhiều tiền, những thứ khác chẳng quan trọng gì cả, khi đó bạn hoàn toàn có thể kiếm ra rất nhiều tiền và gây dựng được một cơ nghiệp bề thế. Nhưng cái giá để đạt được điều đó lớn đến mức nào, bạn đã quên rằng bạn sinh ra trên đời này để sống một cuộc sống cân bằng và ổn định. Ngoài tiền bạc và vật chất, bạn cũng phải thỏa mãn khao khát có được sự thanh thản trong tâm hồn, sự hài hòa trong đời sống, tình yêu, niềm vui và dĩ nhiên là cả sức khỏe. Nếu chỉ xem tiền bạc là mục tiêu duy nhất của mình thì bạn đã có một lựa chọn sai lầm. Bạn nghĩ đó là tất cả những gì bạn muốn đạt được, nhưng rồi sau bao nỗ lực, bạn sẽ phát hiện ra rằng tiền của không phải là điều duy nhất bạn mong mỏi có được trong cuộc đời này. Bởi trong giờ phút lâm chung, chắc chắn không ai lại đi ao ước rằng giá như mình đã dành nhiều thời gian hơn để kiếm tiền. Ai trong chúng ta cũng khao khát phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình, sống với sự bình an đích thực trong cuộc đời, hòa mình vào vẻ đẹp và cảm nhận niềm vui khi góp phần vào hạnh phúc và thành công của người khác. Thế nên, chỉ cần nhận thức được những quy luật của tiềm thức, bạn có thể kiếm được 1 triệu đô hoặc nhiều triệu đô nếu bạn thực sự muốn, đồng thời vẫn giữ được sự thanh thản trong tâm hồn, sự hòa hợp trong đời sống, sức khỏe dồi dào và khả năng phát triển trọn vẹn bản thân mình. Nghèo khổ là một căn bệnh của tinh thần. Thực sự không hề tồn tại cái gọi là đức hạnh trong sự nghèo khổ. Sự nghèo khổ thực chất chỉ là một căn bệnh như bao căn bệnh về tinh thần khác. Nếu cơ thể đau yếu, bạn sẽ nhìn thấy có điều bất ổn xảy ra với bạn. Bạn sẽ tìm cách chữa trị nó và cố gắng thay đổi hoàn cảnh để khỏe lại. Tương tự như thế, khi bạn không có đủ tiền để xoay vòng liên tục trong cuộc sống, đương nhiên bạn cũng sẽ cảm nhận điều gì đó bất ổn. Nguồn lực bên trong bạn sẽ thôi thúc sự phát triển, mở rộng và làm cho cuộc sống của bạn giàu có hơn. Bạn không sinh ra đời để phải sống trong một túp lều tồi tàn, nhếch nhác, ăn mặc rách rưới và chịu đói khát, mà bạn được sinh ra để tận hưởng hạnh phúc, phát đạt và thành công. Vì sao không nên có cái nhìn phiến diện về tiền bạc? Hãy xóa sạch khỏi tâm trí bạn tất cả những định kiến, kỳ quặc hoặc những mê tín đối với tiền bạc. Đừng bao giờ mặc định rằng tiền bạc là xấu xa hay là cội rễ của tội ác, vì nếu làm thế, bạn sẽ khiến nó chắp cánh bay xa khỏi cuộc đời bạn. Hãy
hãy nhớ rằng bạn sẽ đánh mất những gì mà bạn lên án hay chỉ trích. Nên có thái độ đúng đắn với đồng tiền. Bạn có thể áp dụng cách thức cực kỳ đơn giản này để kiếm được nhiều tiền hơn trong trải nghiệm đời mình. Mỗi ngày hãy nghĩ đến những lời này một đôi lần. Tôi muốn có tiền, tôi thích có tiền, tôi sẽ dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lời và đúng đắn. Tiền bạc có thể xoay vòng không ngừng trong cuộc sống của tôi. Tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền lại sinh sôi kỳ diệu khi trở vào túi tôi. Tiền là hữu ích và cần thiết. Tiền với tôi là nguồn mạch để có thể trở nên giàu có. Tôi sử dụng tiền vào những mục đích tốt đẹp, nên tôi hài lòng vì những điều tuyệt vời và sự giàu có trong tâm hồn mình. Tiền bạc dưới góc nhìn khoa học. Giả sử bạn tình cờ phát hiện một mỏ vàng, bạc, chì, đồng hay thậm chí là sắt có trữ lượng dồi dào trong lòng đất, thì liệu bạn có cho rằng chúng là những thứ xấu xa? Tất nhiên là không rồi, phải không? Những vật chất ấy vốn không có ý niệm. Những gán ghép cho rằng chúng xấu xa đều xuất phát từ cách nhìn hạn hẹp, từ sự ngu dốt hay từ cách hiểu cuộc sống lệch lạc của con người và từ việc vận dụng tiềm thức không đúng đắn. Vì tiền bạc đơn giản chỉ là một công cụ trung gian, chúng ta có thể dễ dàng dùng chì hoặc thiếc hay bất kỳ kim loại nào khác để làm vật ngang giá khi giao dịch. Trong những năm đầu thế kỷ 20, đồng hào và đồng 1/4 đô la của Mỹ được làm bằng bạc. Đôi khi chúng thực sự chứa lượng bạc có giá trị đúng bằng 10 và 25 xu. Sau đó, chính phủ bắt đầu đúc tiền bằng những kim loại rẻ hơn. Nhưng khi ấy, những đồng 1/4 đô la vẫn biểu thị mệnh giá 25 xu. Cho dù chúng được chế tạo bằng chất liệu gì và lượng kim loại tạo nên chúng thực sự đáng giá bao nhiêu đi nữa. Sự khác nhau giữa kim loại này và kim loại khác chỉ là ở số lượng và các loại hạt cơ bản có trong một nguyên tử của nó. Nếu có thể bắn một luồng hạt cơ bản vào một khối kim loại thì ta có thể biến đổi nó thành một kim loại khác. Vì thế, giấc mơ biến những kim loại có giá trị thấp thành vàng của các nhà giả kim thời xa xưa giờ đây đã nằm trong khả năng của chúng ta. Nhưng như vậy nghĩa là sao? Chúng ta không thể khẳng định vàng xấu hay tốt hơn chì, bởi chúng đơn giản là những vật chất khác nhau, có những thuộc tính khác nhau. Có khác chăng là vì suốt một thời kỳ dài của lịch sử, con người đã xem vàng là thứ kim loại đặc biệt quý giá, thế nên người ta thích nó, cũng có người ghét nó nhiều hơn so với chì. Bạn có thể vượt qua bất kỳ cuộc đấu tranh tư tưởng nào trong nội tâm về sự giàu có bằng cách thường xuyên tự nhủ: ngày qua ngày, tôi vẫn luôn thành công trong mọi vấn đề quan trọng của mình. Sự đố kỵ và ganh ghét chính là chướng ngại đáng gờm trên con đường dẫn đến sự giàu có. Vậy nên, hãy vui mừng và chia sẻ với sự thành công của người khác. Đừng bao giờ nói của cải là bất nhân hay tôi xem thường tiền bạc. Bạn sẽ không thể có được bất cứ thứ gì mà bạn lên án hay xem nhẹ. Tiền bạc căn bản không tốt cũng không xấu, mà chính cái cách ta nhìn nó sẽ làm cho nó trở nên như vậy. Làm thế nào để thu hút số tiền bạn cần? Nhiều năm trước, tôi tình cờ gặp một thanh niên ở Úc. Anh ta đã thổ lộ với tôi rằng mơ ước lớn nhất của anh ta là trở thành một bác sĩ. Lúc ấy, người thanh niên này đang theo học một số môn khoa học và đạt được những thành tích xuất sắc. Nhưng anh lại không đủ khả năng chi trả học phí nếu học ở trường y. Cha mẹ anh đều đã qua đời. Để trang trải cuộc sống, anh nhận việc quét dọn phòng khám cho một bác sĩ ở bệnh viện địa phương. Khi nghe chuyện, tôi đã giải thích cho anh biết việc những hạt giống được gieo vào đất tự nhiên sẽ có khả năng thu hút và hấp thụ được tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển trọn vẹn của chúng từ đất đen. Những gì anh cần phải làm là tiếp thu bài học từ hạt giống nhỏ bé đó, và tự mình hãy gieo vào tiềm thức ý niệm về khao khát và mong muốn của bản thân. Thế là mỗi đêm trong giấc ngủ, anh đã mơ tưởng về một tấm bằng y khoa. Trên đó tên anh được ghi bằng những chữ cái to, rõ ràng và đậm nét. Công việc quét dọn của anh gồm cả việc lau bụi và đánh bóng những văn bằng được đóng khung treo trên các bức tường trong phòng khám của các bác sĩ.
Mỗi khi lau chùi, anh lại chăm chú ngắm nghía chúng thật kỹ càng. Người thanh niên đã kiên trì thực hành kỹ thuật tưởng tượng này hàng đêm trong khoảng 4 tháng. Thế rồi một hôm nọ, một trong những vị bác sĩ mà anh giúp quét dọn phòng khám đã hỏi liệu anh có muốn trở thành phụ tá bác sĩ hay không, vì bác sĩ đó đã chi trả phí để anh có thể tham gia một chương trình đào tạo. Qua đó anh học được rất nhiều kỹ năng y khoa khác nhau, và rồi sau đó ông nhận anh làm phụ tá cho mình. Trong quá trình làm việc cùng nhau, vị bác sĩ đã có ấn tượng rất tốt với tài năng và quyết tâm của chàng trai này, đến độ đã quyết định hỗ trợ cho anh theo học ở trường y. Vượt qua rất nhiều khó khăn bằng ý chí mạnh liệt, chàng trai ấy ngày nay đã trở thành một bác sĩ giỏi và danh tiếng ở Montreal, Canada. Người thanh niên này đã thành công nhờ nắm bắt được quy luật hấp dẫn. Anh đã khám phá ra cách làm thế nào để vận dụng tiềm thức đúng đắn trong cuộc sống để đạt được điều mình muốn. Điều này bao gồm cả việc vận dụng một quy luật đã được đúc kết từ lâu. Khi nhận thức rõ mục tiêu, thì bạn tự nhiên sẽ có cách để thực hiện mục tiêu ấy. Mục tiêu quan trọng nhất trong trường hợp này của chàng thanh niên là trở thành một bác sĩ. Bằng ý chí, anh có thể hình dung ra, nhìn thấy và còn có thể cảm nhận được việc làm một bác sĩ thực tế là như thế nào. Anh đã sống và luôn luôn nuôi dưỡng ý niệm ấy trong mình. Anh duy trì ấp ủ và thực sự đam mê điều đó. Cuối cùng, chính nhờ sự tưởng tượng, ý niệm ấy đã thấm dần vào những từng tiềm thức của anh, và rồi nó trở thành một niềm xác tín. Niềm xác tín ấy là nguồn sức mạnh đủ sức thu hút về phía anh mọi điều kiện cần thiết để anh có được khả năng thực hiện ước mơ của mình. Vì sao có những người không được tăng lương? Hãy tưởng tượng đến một tình huống giả định là bạn đang làm việc cho một công ty lớn. Bạn cảm thấy mức lương hiện tại của mình thấp hơn so với những gì bạn đã cống hiến cũng như so với năng lực của bạn. Bạn bực tức vì không được cấp trên đánh giá đúng thực lực, và bạn luôn luôn trăn trở với ý nghĩ rằng mình xứng đáng được đánh giá cao hơn và phải được trả công xứng đáng hơn. Thế nhưng những ý nghĩ ấy đang âm thầm tạo ra sự đối đầu giữa bạn với cấp trên, còn chính bạn thì đang tự làm đứt gãy những liên kết giữa bạn và công ty trong tiềm thức của mình. Như vậy, bạn đã khởi động một tiến trình nguy hiểm đẩy bạn đi xa khỏi công việc. Thế rồi, một ngày kia, cấp trên của bạn nói với bạn rằng: "Chúng tôi đành phải để anh ra đi thôi." Xét ở một góc độ nào đó thì quả là bạn đã tự sa thải chính mình. Cấp trên của bạn đơn giản đang hành động như một công cụ, mà qua đó tâm trạng tiêu cực của bạn đã được xác thực. Đây là một ví dụ của quy luật tác động và quy luật phản ứng. Quy luật tác động chính là suy nghĩ của bạn, còn quy luật phản ứng là sự phản ứng của tiềm thức trong bạn. Những chướng ngại trên con đường dẫn đến sự giàu có. Có người nói rằng kẻ nào kiếm được nhiều tiền thì ắt hẳn cùng một chuộc với phường mánh mung. Người nói năng và có những suy nghĩ như thế này thường phải chật vật với những khó khăn tài chính. Có lẽ anh ta đang cay đắng và đố kỵ với những người thành công và giàu có hơn mình. Nếu quả thực nguyên do là vậy, thì có nghĩa là người này đang tự tạo ra những trở ngại cho chính mình. Việc dung dưỡng những ý nghĩ tiêu cực về những thành công mà bạn bè đạt được, đồng thời kết tội cả sự giàu sang của họ, sẽ khiến cho sự thành công và giàu có không đến với anh ta nữa. Nghĩ xem liệu bạn có còn lưu tới với người nào đó đã từng chỉ trích bạn chăng? Dĩ nhiên là không. Và sự giàu có cũng lựa chọn như vậy. Rõ ràng người này đã xua đuổi chính cái điều mà anh ta cũng mong muốn có được. Anh ta đang cầu nguyện nhưng theo hai xu hướng đối nghịch nhau. Một mặt anh ta nói: "Tôi ước sự giàu có ùa đến với tôi ngay lập tức." Nhưng liền đó anh ta lại nói: "Sự giàu có của thằng cháu đó thật bình thường, xấu xa." Nghịch lý này hướng anh ta xa vào lối đi đến sự nghèo khổ và bất hạnh. Vì thế hãy luôn thực tâm vui mừng để chia sẻ với người khác sự giàu có mà họ đã đạt được. Không thể lấy một không một cái gì. Ở những cửa hàng lớn, ban quản lý luôn luôn thuê một nhóm nhân viên canh gác và bảo vệ để tránh bị mất cắp,
do họ thường bắt được những người cố tình lấy trộm món đồ nào đó mà không chịu trả tiền. Và người ta nhận ra rằng trên thực tế, người nào thực hiện những hành động đó đều bị đắm chìm trong một ám ảnh tinh thần về sự thiếu thốn và hạn chế. Trong khi cố ăn cắp của người khác, họ đánh mất sự an bình, hài hòa, niềm tin, sự lương thiện, lòng chính trực, cái thiện và lòng tự tôn của bản thân mình. Hơn nữa, với những người này, các thông điệp mà họ gửi đến tiềm thức của mình còn lôi kéo đủ thứ thiệt hại về phía họ: mất tư cách, thanh danh, uy tín xã hội và mất sự thanh thản trong tâm hồn. Họ đã không hiểu tâm thức của họ làm việc ra sao. Họ đánh mất niềm tin vào nguồn lực vô tận ấy. Giá như họ khơi gợi lên sức mạnh tiềm thức bên trong mình và nỗ lực để có thể đến với con người chân chính của mình, họ sẽ tìm được việc làm và có thể sống dư dả. Rồi khi ấy, nhờ sự lương thiện và lòng chính trực, tính kiên trì, họ sẽ làm vẻ vang cho chính mình và cho xã hội nói chung. Nguồn cung cấp tiền bạc thường xuyên của bạn. Con đường đến với sự tự do, sung túc và luôn có được khoản tiền cần thiết nằm ở việc nhận ra sức mạnh của tiềm thức và sức mạnh sáng tạo của tư tưởng hoặc hình tượng nội tâm của bạn. Hãy luôn mở rộng tâm thức để đón nhận một cuộc sống dư dả. Tâm trạng chấp nhận và mong đợi sự giàu có của bạn có cách tính toán và cơ chế biểu đạt riêng của nó. Khi bạn tạo nên một tâm thái hướng về sự sang trọng, thì tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống phong lưu sẽ đến như dự định. Hãy xác quyết những lời này mỗi ngày và ghi khắc nó trong tim bạn. Tôi hòa hợp với kho tàng vô tận trong tiềm thức tôi. Tôi có quyền được giàu có, hạnh phúc và thành công. Tiền bạc chảy đến bên tôi như một nguồn mạch liên tục dạt dào và bất tận. Tôi luôn ý thức về giá trị chân chính của mình. Tôi thỏa sức thể hiện tài năng. Về mặt tài chính, tôi cực kỳ hài lòng. Tất cả thật tuyệt vời. Như vậy là chúng ta vừa đi qua nội dung chính của chương thứ 10. Và sau đây là điểm lại những ý cần nhớ ở nội dung của chương thứ 10. 1. Hãy can đảm tuyên bố rằng bạn có quyền được giàu có. Sâu xa trong tiềm thức của bạn, tuyên bố này sẽ được đề cao. 2. Đừng chỉ mong muốn có vừa đủ để sống mà hãy khao khát sẽ có đủ số tiền cần thiết để thực hiện mọi điều bạn muốn. Bất cứ khi nào bạn thích, hãy làm quen với sự giàu có ngay trong tiềm thức của bạn. 3. Khi tiền bạc thoải mái lưu chuyển trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ có nguồn lực kinh tế vững vàng. Hãy coi tiền giống như một dòng thủy triều sẽ luôn đến với bạn. Khi thủy triều rút đi, hãy tuyệt đối tin rằng nó sẽ dâng lên trở lại. 4. Hãy nắm bắt được những quy luật của tiềm thức, bạn sẽ luôn có được tiền bạc bất luận dưới hình thức nào. 5. Lý do khiến nhiều người đơn giản chỉ sống cho qua ngày và không bao giờ có đủ tiền bạc là vì họ đã không coi trọng vai trò của tiền bạc trong đời sống. Hãy nhớ rằng những gì bạn coi thường sẽ rời xa bạn. 6. Đừng coi tiền bạc là thần thánh, nó chỉ là vật trung gian trong giao dịch. Hãy nhớ rằng sự giàu có đích thực nằm trong tâm hồn bạn. Bạn sinh ra để được sống một cuộc đời cân bằng và hài hòa, bao gồm cả việc đáp ứng toàn bộ như nhu cầu tiền bạc của bản thân. 7. Đừng biến tiền bạc thành mục tiêu duy nhất của mình. Hãy mong muốn sự giàu có, hạnh phúc và an bình cho tất cả mọi người. Rồi thì tiềm thức sẽ mang đến cho bạn những điều đó dưới mọi hình thức. 8. Chẳng có đức hạnh nào trong sự nghèo khổ cả. Bệnh cùng chỉ là căn bệnh của tâm thức. Hãy cố gắng tự chữa lành khỏi căn bệnh này càng sớm càng tốt. 9. Bạn không sinh ra để sống trong một túp lều lụp xụp, ăn mặc rách rưới và chịu đói khát. Bạn ra đời là để sống một cuộc đời đầy đủ và sung túc. 10. Đừng bao giờ nghĩ của cải là bất nhân hay tôi khinh miệt đồng tiền, vì bạn sẽ không bao giờ có được cái mà mình lên án. Từ bản thân đồng tiền không tốt cũng không xấu, nó trở nên như thế nào là do cách người ta nhìn nhận nó. 11. Hãy thường xuyên tâm niệm rằng tôi thích có tiền, tôi dùng tiền một cách khôn ngoan, sinh lợi và sáng suốt.
Tôi vui vẻ tiêu tiền và tiền được sinh sôi thêm nhiều lần khi tôi dùng nó đúng cách. 12. Tiền bạc không khác gì những kim loại khác mà chúng ta có thể tìm thấy trong lòng đất như đồng, chì, thiếc hoặc sắt. Nó không xấu xa như nhiều người vẫn nghĩ. Mọi sự xấu xa trên đời đều do cách nhìn nhận của chúng ta mà ra. 13. Việc hình dung kết quả sâu cùng trong tâm thức khiến tiềm thức của bạn hưởng ứng và hiện thực hóa hình ảnh tưởng tượng của bạn. 14. Đừng cố lấy không một cái gì đó, không bao giờ có thứ gì miễn phí đâu. Bạn phải cho đi để nhận lại. Nếu bạn chú tâm vào những mục tiêu, lý tưởng và sự nghiệp của mình, tiềm thức sẽ nâng đỡ bạn. Bí quyết để giàu có là vận dụng những quy luật của tiềm thức để gieo vào đó những ý niệm về sự giàu có. Đừng coi tiền bạc là thần thánh, nó chỉ là vật trung gian trong giao dịch. Hãy nhớ rằng sự giàu có đích thực nằm trong tâm hồn bạn. Bạn được sinh ra đời để sống một cuộc đời hài hòa và cân bằng, kể cả việc đáp ứng toàn bộ nhu cầu về vật chất của mình. Như vậy là Tiến vừa chia sẻ toàn bộ nội dung của chương thứ 10. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy like, bình luận, chia sẻ và đăng ký kênh của Tiến Vlog để ủng hộ giúp mình, và cũng như là cập nhật những cái nội dung mới nhất mà Tiến sẽ đăng lên ở những kỳ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.